Làm đi. Nhưng mà đàn ông cũng cần phải make up nữa hả? Tập trung chuyên môn đi. Đàn ông con trai gì mà nhát như thỏi đế. Lấy giùm em cây son. Người nào còn sống hên lắm mới được em make up bằng cái này. Lấy lại giùm em đi, mau. Son là cái nào? Cái gì vậy? Mắt đã nhìn em và anh Phong ơi, ghê quá anh Phong ơi. Anh Phong ơi. Thôi, em làm cái gì vậy? Ông mở mắt ra nhìn em kìa. Mở mắt hồi nào đâu? Ông mở mắt trừng trừng nhìn em kìa. Ông mở mắt nhìn em kìa. Nhìn đi. Mở mắt hồi nào? Vậy mà nói người ta đừng có run. Để anh làm giùm luôn cho. Xin lỗi nha. Nếu không phải vì tiền tôi cũng làm công việc này đâu. Lỡ mà tôi vẽ mặt ông có xấu thì ông cũng tha tội cho tôi nha. Trời đất ơi, sao anh vẽ mặt gì mà lố quá vậy hả? Anh cố tình á, tại môi ông thâm quá, bo thêm miếng cho nó đẹp. Thôi khỏi đi, đủ rồi, đẹp rồi. Dẹp đi. Giờ dẹp đồ đi, mình ra gặp vợ ông lấy tiền rồi đi về. Có tiền phụ cho má Lâm rồi. Anh Phong, đừng có giỡn nha. Em thấy không có vui, anh Phong. Anh đâu có nói gì đâu. Bụi chuối ngày mộ ông bà Sáu đó. Ma nào mà dám ngự trong cái xóm trọ 3D này. Mắt con bị bệnh hả? Không có. Giải tán mưu sinh. Con đang mưu sinh mà. Vậy má giải tán. Ủa má. Ừ mưu sinh đi con, mưu sinh đi. Đưa anh rồi, chị đưa mà. Trời ơi, đi đi, trời ơi, tôi bực phổi mấy đứa bay quá nè. Chỉ hồi sáng giờ mà không có chịu tiếp thu gì hết trơn á, bực phổi quá. Chị đi bước ra đây coi. Bước ra đây. Tất cả mọi người trong chợ nghe rõ ơi. Bắt đầu từ tháng sau, ông nội sẽ thu thêm 10% tiền bảo kê nữa hả? Trời ơi, thời buổi kinh tế khó khăn còn ăn cướp của người ta nữa. Mày mới nói cái gì? Mày nói cho tao nghe một lần nữa coi. Đóng thì đóng, 10% thì 10%. Trời ơi, trời ơi. Đóng tiền bảo kê đi cưng. Em không có tiền. Em không có tiền hả em? Em có tiền thiệt mà. Vậy khỏi bán nghe em. Anh làm cái gì vậy? Hả? Mấy anh làm gì? Mấy anh bắt đầu tôi, mấy anh bắt đầu tôi bắt không em đâu. Bắt không em. Đứng dậy nói chuyện đi mày. Đứng dậy mày. Nhanh. Ô, tao hả mày? Ê, 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 người ta là con gái mà mày. Con gái mà mày. Tao sợ mày. Đừng đánh 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 đánh
thấy mày trước mặt tao nha. Anh Phong, anh có sao không anh Phong? Anh có làm sao? Không sao, không sao. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Em tìm cái gì vậy? Đây là sợi dây chuyền mẹ em cho em. Mất gì thì mất, em không làm mất nó được. Mẹ em đang ở đâu? Mẹ em ở dưới quê. Lâu lắm rồi em chưa về thăm mẹ. Sao em không về thăm mẹ? Em hứa với mẹ em, khi nào em thành công em mới trở về. Ước mơ của em là trở thành một nhà thiết kế thời trang giỏi. Nghe anh nói nè, bây giờ anh sẽ đưa em về gặp mẹ. Mặt mày con sưng hết trơn vậy con hả? Con không sao đâu, tại con bị té. Sao không cẩn thận vậy con? Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con khờ quá, con đâu có lỗi gì đâu mà con xin. Lỗi là lỗi của mẹ nữa. Mẹ không lo cho con đàng hoàng nên con mới chịu khổ như vậy. Cậu lo lắng nó giùm tôi nha cậu. Tội nghiệp lắm, nhìn vậy chứ nó còn con nít lắm cậu ơi. Mẹ, cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ, hiểu lầm rồi. Anh không phải bạn trai con. Ôi dạ. Anh dễ thương, chứ tốt bụng lắm á. Bệnh của mẹ vẫn không giảm hả? Chào bác. Ba, con mới về. Ba, ba con ghét con thì ba chửi con, ba đánh con, chứ ba đừng làm như vậy nha ba. Tao không có đứa con như mày. Đừng mày đi phút mặt tao. Đi 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 đi. Buông ra. Bác, đừng đánh nữa bác. Bác, chắc tôi đi đi mau đi cậu. Đi tôi. Đi. Má, đừng bao giờ về đây nữa. Đi đi đi. Đi đi. Đi đi em. Trời ơi, sao mày cứ ép tao? Xin cha mẹ đừng từ bỏ con, bởi vì con đã yêu một người như con, đã trót lỡ rơi vào một thế giới xa lạ, nỗi đau trong tim đau ai có hay. Mới sáng sớm em đi đâu vậy? Anh đừng la lớn. Em về quê thăm mẹ em. Mẹ em bệnh trở nặng nữa rồi. Vậy em chờ anh chút xíu đi. Anh đi với em. Thôi, không cần đâu. Em không muốn má với mọi người lo lắng, nên không nói cho ai biết hết. Em đi ít bữa rồi em về. Có gì anh nói với mọi người giùm em nha.
Vũ. Nhắc ma đâu mày? Má cầm Vũ còn sợ vậy mày? Buồn tao hả? Đâu? Già buồn tao hả? Hiểu gì vậy Vũ? Tao hả? Buồn tao hả? Làm gì bà vậy? Nói giả ma nhát em đó. Trời đất ơi, chưa có lệnh của tao, ai cho mày giả ma? Này lão đại kêu em làm chứ bộ. À thì ra bữa giờ tụi bay nhát ma để tụi tao sợ, tụi tao bán nhà chứ gì. Tụi bay quên là BD không có sợ ma. Sợ chứ ma. Nhục quá nè. Còn đứng đó, biến đi. Không phải chuyện của mày, lo thân mày đi. Mất dạy, phản đâu mày. Phản đâu mày. Trời ơi, qua đây mày ơi. Thân tới nè. Đừng có theo chuyện của lão đại. Mày nói cho gì mà khuyên tao. À, sao mày đứng đó? Chuẩn bị nè. Ấy à, hợp ý nhau quá. Né nè. Hợp hiểu ý. Đi à. Cho mày đánh mày lầm. Đánh mày lầm, đánh mày lầm. Đi. Tao nghe giang hồ đồn thổi là mày mê gái phản tao, nhưng tao không tin. Hôm nay bố mày chứng kiến rồi, mày chết với tao. Được ông nội. Nội. Xin lỗi lão đại. Tao sẽ cho mày nếm cái cảm giác chó phản chủ là như thế nào. Nè nội, nè. Được chưa lão đại? Được cái gì mà được? Ỷ đông ăn hiếp yếu. Đổi ăn. Dạ dạ dạ. Lên. Tha cho họ đi lão đại. Mày dám đứng trên đầu gái mà đái xuống đầu đại. Cái đấy là cảnh cáo thôi nhé. Tao cho tụi bay một tuần lễ đúng, phải trả đủ cái tiền nợ cho tao. Còn nếu không á, tao giải trí cái xóm trọ tụi mày như thế nào á là biết rồi. Không được làm như vậy. Ừ.
mày là cái thằng tao giải trí đầu tiên. Alo. Dạ. Trời đất ơi. Bệnh tình của cậu ấy tạm thời đã ổn, nhưng nó đã ảnh hưởng đến đôi mắt. Nếu không tiến hành phẫu thuật sớm thì có thể bị mù lòa đó. Trời ơi. Biết kiếm đâu ra tiền để phẫu thuật cho nó. Bởi vì con đã yêu một trời ơi như con diễn gì cho rơi vào. Dạ em bóng thiệt mà anh. Bây giờ làm gì khác, đừng có ai làm nhân hồn làm hư phim của tao. Dạ anh ơi, em đang cần tiền á, anh cho em cơ hội nữa nha. Đây là cơ hội lần cuối đó, biết chưa? Con tim giờ đây xác xơ, còn lại nửa linh hồn và thân xác xa rời bơ vơ giữa dòng đời. Ngày dài trôi qua ôm hình hài đau thương, một thế giới trong đêm thì phì. Cuộc sống bon chen dưới dòng xoay cuộc đời, lao theo những gì suy nghĩ. Để rồi hôm nay thì lòng anh đi hôm qua một bóng tối. Tôi về rồi. Tôi chỉ có yêu thương mới đem lại tình thương. Để ngày mai hơi ấm chiều soi bên xa đi. Mày dám cãi lời tao, mày xin cho cái đám xóm trọ đó hả? 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 Mày câm à? Coi thường bố mày hả? Hả? Mọi người quyết định đi, đi hay ở? Đương nhiên là ở rồi. Đi đâu bây giờ? Nhà mình ở đây mà, phải không má? Má, con không muốn xa mọi người mô. Má, con còn mỗi nơi này để nương tựa vào thôi à. Đúng rồi đó má, không lẽ bây giờ mình để yên cho người ta chiếm nhà mình sao má? Nếu ở thì cùng tôi chống lại bọn họ. Còn đau lắm đúng không? Tụi nó dữ lắm, làm sao mình chống nổi? Tại tôi trung thành nên mới đứng cho người ta đánh. Còn bây giờ, xóm trọ này là của tôi. Tôi sẽ cùng mọi người bảo vệ xóm trọ. Đồng ý không? Yeah. Bỏ đi. Bỏ là phải rồi. Bóng gió quá. Mạnh mẽ lên. Yeah! Vậy thì tôi sẽ giúp mọi người bảo vệ mình và bảo vệ nhà mình. Tập võ là cần sự dẻo dai, mà muốn dẻo dai là phải lâu dài trên vũ. Nhảy đi má, cái làm gì mà cứ nhấp nhấp hoài vậy? Tụi bay quay nhanh quá hả? Trời ơi, bà vũ còn nhảy được kìa. Bà tạo đồm rồi kìa. Nhảy! Nhảy đâu ngoài đó? Còn hai đứa nữa đâu? Kìa. Tập võ vui quá. Vui gì? Chưa tôi đặng cho vui hơn đi. Má cứu con. Má cứu con hả? Ôi trời ơi. Diêm cắn mặt áo thịt nách nữa má. Đừng có làm nhục Lê. Lê mê tắm nè. Má Lâm làm cái gì vậy? Địch đất. Lại không có thắng được địch đâu. Ôi da. Lớn tuổi rồi bỏ qua được. Lâm. Còn cái bên này làm được không? Lúc được lúc không. Ổng quá. Bên kia kìa. Bà già dân chổi lông gà. Đau em, đau em. Đau em.
lại. Một xô nữa đã. Anh đừng bỏ. Địch mạnh ta yếu, chủ yếu dùng mưu. Đến với làm huề thôi mà sao mà giải trí chế kinh hoàng thế? Dùng chiêu hả? Tụi tôi không dễ bị dụ đâu. Đúng rồi. Giấy lợ của chúng mày này. Nếu mà không phải có người chống lưng cho chúng mày á, chúng mày chết với chế rồi. Miệng hết rồi nè. Má vô mất con rồi. Dư hai cái nơ rồi. Buồn quá. Làm gì mà mọi người nhìn tôi dữ vậy? Tôi đi có vài ngày, không lẽ mọi người quên tôi rồi sao? Đừng lại, nghe người ta nói cái chí. Như vậy là sao? Thật ra tôi là con ruột của ba má Sáu, đứa con bị thất lạc 30 năm trước. Đây là hình ảnh ba má Sáu và đứa nhỏ. Đó là tôi. Và đây là những hình ảnh lúc tôi sống ở nước ngoài cùng với ba má nuôi. Thời gian gần đây, họ đã cho tôi biết ba má ruột của tôi là ai. Vậy sao ngay từ đầu cậu không nói cho chúng tôi biết, mà phải giả dạng vô đây để làm cái gì? Nếu như tôi nói ra thì mọi người có tin tôi không? Hay lại cho rằng tôi là kẻ lừa đảo như những người khác? Thật ra tôi tới đây là muốn tìm hiểu sự thật. Cho đến khi tôi lấy được cái hộp trong tủ của má Lâm, nhìn được những tấm hình, lúc đó tôi đã chắc chắn. Vậy là từ đó tới giờ anh lừa gạt tình cảm của xóm trọ? Không, tình cảm tôi dành cho tất cả mọi người là tình cảm thật. Nhiều lần tôi muốn nói nhưng rồi lại thôi, bởi vì tôi muốn tất cả mọi người đối xử với tôi như những thành viên khác trong xóm trọ. Như vậy nhà này là của cậu. Má Lâm, thật ra tôi quay về đây là muốn tìm lại kỷ niệm của ba má thôi, chứ có ý lấy lại nhà đâu. Mọi người cứ tiếp tục ở đây đi. Thiệt hả? Tất cả số tiền nợ lão đại tôi đã trả hết, giấy tờ nhà cũng đã lấy lại và sang tên cho má. Chỉ cần má ký tên thôi. Ký tên là tôi nhắc lỡ rồi đó. Cảm ơn mọi người nha. Vậy còn tình cảm với Na? Na, anh có chuyện muốn nói với em. Na cậu Phong đã. Lần trước anh không muốn nói với em là vì anh không muốn gạt em. Lần này em tin anh đi. Anh về đây là vì em đó. Na. Thank you.
ổn mà. Nè, đừng có buồn. Thôi, cô nhỏ em không được, thôi cô nhỏ chị đi nha. Anh Phong của Na quên lề luôn rồi. Quên tụi em rồi. Không có, anh không có quên tụi em đâu. Tụi em cứ tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình đi. Anh lo cho. Yeah. Nhưng mà Vú, Vú được ké gì không vậy? Ê, tụi này gả chồng cho Vú nha. Thôi, Vú già cả rồi, chồng con gì cũng biết á. Trời ơi, mà. Nhưng mà chạy 6 múi chắc được á. Em đừng có buồn, mắt của em chữa được đó. Anh có nói chuyện với bác sĩ rồi. Thiệt vậy hả anh? Thiệt. Em cảm ơn anh nha. Trời ơi, chúc mừng cưng nha. Chúc mừng em nha.